Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Video ngày hôm nay mình sẽ làm quen eFootball 2023 với các bạn nha. Xem eFootball 2023 này nó có gì thay đổi so với 2022. Đầu tiên thì sẽ vào từng mục của nó coi trước đã nha các bạn. Mình sẽ vào cái mục Max Team này để xem trong đây nó có bổ sung hay là thay đổi cũng như chỉnh sửa gì không. Ở đây thì hầu như nó có 4 cái mục và cũng không có gì thay đổi ha. Sẽ có một cái mục Event làm sự kiện dành cho chúng ta, để các bạn có thể cày GB này, cày coi may hay gì các bạn. Mình không biết là nó có ra chế độ cày coi chưa nữa, hình như là chưa đấy các bạn. Chắc mình nghĩ tuần tới hoặc là ít hôm nữa nó sẽ cho cái chế độ đó ha. Ở đây Division thì đá cũng vậy này, đá với bạn bè này, đá online này, hình như là không có gì thay đổi hết nha. Chúng ta sẽ vào cái mục Mission này. Ở đây thì nó có cho một số những cái box này các bạn, để các bạn mua. Có những cái box như là AC Milan này. Đó, AC Milan này thì mình thấy cũng quá là đẹp rồi các bạn. 11 cầu thủ hay sao ấy. Có Ibrahimovic này, quá là ok luôn. Mình nghĩ là một tí mình sẽ mua box này. Thôi mình mua box này luôn nha các bạn, không cần phải nói gì hết. Box này nó quá ngon và đây là cái sự lựa chọn của mình rồi. Có cái box Napoli nữa các bạn. Đó, đây là box AC Milan này, quá là đẹp rồi bạn. Mình sẽ coi sơ về Vlahovic nghe rồi. Mình sẽ coi về Ibrahimovic nha bạn. Đấy, một con hàng nói chung là của AC Milan rất là ngon. Để coi đây là cái bảng nào đây. 1m95 của AC Milan, 40 tuổi, target man. Nói chung là về cái chỉ số của Ibrahimovic thì không cao lắm các bạn. Biết các bạn thấy speed rất là chậm luôn, đá rất là tù. Chỉ khó được cái phần đánh đầu thôi. Mình nghĩ phần đánh đầu là ok. Tiếp theo là một cái box của Inter Milan. Cầu thủ bên trung cũng rất là ok. Hiện tại thì mình đang hết coi rồi là mình sẽ không mua ha. Nhưng mà vào xem thử có gì. Có Barella, có Lukaku. Ok, có Lukaku rất là ok này. Martinez này. Nói chung là những cầu thủ của Inter Milan mùa trước hay sao ấy các bạn. Kiểu như bây giờ cái mùa này làm Iconis thành cái thẻ này hay sao ấy. Một cái bóc của cái đội gì đó cũng không quá nổi tiếng và mình cũng không quan tâm cho lắm. Có một cái sự đổi mới ở đây là các bạn có thể mua manager bằng coi các bạn. Ở đây có cái bóc của Zikui này. Zikui năm 91 và 92 ha. Cũng chả biết trong đây có gì. Nhưng mà có nói chung là có huấn luyện viên Zikui 500 coin và có Cannavaro 2019 này. Giá 300 coin. Nói chung thì ông này mình nghĩ có cái gì đó khác biệt, cũng như là chơi cái style nó xịn hơn thì người ta mới bán bằng coin các bạn. Ok, thì nói chung đó là điểm qua một số rồi ha. Phần objective thì các bạn thành tựu này, khi mà các bạn đá event này kia các bạn tham gia thì hoàn thành thì vào chúng ta nhận rồi ha. Đó, nãy giờ mình vào được 4 cái nè, không biết có cái gì mày không nhận. Ok, nhận hết nha. Coin với lại eFootball thôi chứ cũng không có gì hết. Đó, ok, trở về lại cái mục chính nào. Còn gì thay đổi nữa không? Ở đây cái phần contract nó mới cho mình một cái thẻ nè các bạn. Khi mà các bạn đăng nhập vào nó cho chúng ta quà tặng ha. Một cái là special này. Đó, cái mục này nó vẫn giữ nguyên, chỉ là những cái box để chúng ta quay cầu thủ và gia hạn cầu thủ, mua cầu thủ cũng như là mua huấn luyện viên ha. Ok. Và đây một cái vé free, không biết có cái gì cho mày không. Quay đại thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tua cho nó nhanh ha. Chứ mình không chả biết nào trong mây nữa bạn. Bây giờ quá nhiều cầu thủ chơi. Ok, CB của Linoman. Nói chung là cũng ok, ổn ấy. Rồi, những cái này thì chúng ta sẽ đổi bằng sao ha. Trong mây có những cầu thủ rất là ngon luôn. Sterling này kia đồ, quá là ok các bạn. Đó, kiếm sao thì các bạn sẽ kiếm trong phần thành tựu. Các bạn đá event một tí vào nhận ha. Một tí mình chỉ cho các bạn hướng dẫn nhận cái đó. Đó, chỉ cần 3 sao thôi. Ok, có những cầu thủ ổn luôn, không quá cao các bạn. Phòng bên đây cũng vậy thôi, chỉ là những cái bóc thôi, không quá nó bật. Ok, trở về. Mình sẽ vào cái mục Standard Playlist nè. Thì cái mục mình nó cũng không có gì thay đổi hết. Chủ yếu nó đổi chúng ta cái phần cầu thủ Lewandowski bây giờ chuyển qua Barca này. Đó, đổi ở đây một phần ha. Về cái phần manager thì chắc cũng không có gì đâu. Nó chỉ bổ sung như cập nhật một số huấn luyện viên mới cho bạn thôi.
Đó, thì cũng vậy thôi, không có gì hết các bạn. Một cái điểm chú ý trong cái phần cập nhật này, để phần shop các bạn sẽ vào cái mục eFootball này ha. Đây, nó đã cho các bạn thêm một số iconic các bạn. Iconic bây giờ rẻ như choi á. Đó, bây giờ mình sẽ mua ông này ha. Ông này đánh giá cao nhất, mình đánh giá cao nhất trong bài hôm nay. Đó, Scarlet các bạn. Các bạn coi chỉ số này, rất là ổn luôn. Cái Kimbower rất là căng ha. Cũng như chuyền tốt và stamina chơi gần như hết trận các bạn. Ok, mua mày về thôi. Nếu như ở những cái mùa trước các bạn không sở hữu được Iconic thì bây giờ Iconic nó rẻ như rau vậy á. Ok, bây giờ đã thành công mua được Scarlet rồi các bạn. 5.000 coi ha. Ký hợp đồng với Scarlet nè. Scarlet chưa? Chả biết đọc cái hôm nay sao các bạn. Mà đọc mà thiệt sự. Có cái khung màu hồng ở trong đây là Iconic nha. Bỏ qua. Rồi, vào cái mục này có thể khóa là cũng được tùy các bạn. Rồi thì nói chung là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thay đổi có bao nhiêu thôi các bạn. Còn như hầu như là vẫn giữ nguyên chúng ta ha. Rồi video ngày hôm nay đây là chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.